Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm sao để sử dụng những bài nhạc hay mà miễn phí các bạn. Thì nguồn gốc nhạc nó sẽ ở đâu và làm sao để sử dụng nó. Thì hôm nay mình sẽ bỏ ra một ít thời gian, độ tầm 5 phút. Ví dụ như mà các bạn thấy video này hay ấy, hữu ích với các bạn, thì các bạn hãy đăng ký kênh và like cho mình một like. Hoặc ví dụ như bạn nào không thích thì có thể dislike để mình làm video tốt hơn. Và các bạn hãy comment bên dưới để gửi gắm những cái điều mà các bạn mà chưa biết đến mình, để mình tìm hiểu, để chia sẻ với các bạn, để làm một cái video tốt hơn, để hướng dẫn các bạn làm sao để làm YouTube nó đơn giản như thế nào các bạn. Thì bây giờ mình cũng làm YouTube, cũng mới làm YouTube thôi, thì mình biết cái gì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái đó. Thì mình sẽ vào cái video, vào phần máy tính mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao nhé. Và đây này, mình đã vào trong YouTube rồi các bạn. Thì bây giờ mình muốn lấy bài nhạc đó ở đâu thì các bạn hãy vào cho mình một cái kênh của nhạc nha các bạn nhé. Cái thứ nhất là kênh No Copy ở đây này. Thì cái tên tiếng Anh mình rất là khó đọc. Thì đây là cái kênh đầu tiên mà mình giới thiệu cho các bạn. Đây là cái vào cái phần video các bạn nhé. Thì ở đây là cái phần video khoảng 23 giờ trước nó đã tải lên một cái đoạn một bài nhạc mà các bạn có thể sử dụng. Thì đây mình đã tải về đây, thì mình sẽ cho các bạn nghe. Cái bài nhạc này rất là hay các bạn. Thì ở đây là đây thì nó có một cái phần mô tả ở dưới các bạn, thì các bạn chỉ cần tải cái phần video này, cái phần âm nhạc này xuống thôi các bạn. Các bạn nào dùng điện thoại thì có thể tải được, dùng máy tính cũng có thể tải được luôn. Thì ở đây có phần hiển thị, các bạn hiển thị hết cho mình nhé. Các bạn đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng nhạc này làm sao và như thế nào. Thì ở đây nó đã có một cái phần có phần là bạn có thể là chèn một cái thẻ mô tả này ở dưới phần video của bạn, có nghĩa là các bạn có thể là sử dụng cái video này để kiếm tiền trên sử dụng cái bài nhạc này để kiếm tiền trên video của bạn nhé. Thì các bạn hãy kiểu sao chép vào Google dịch cho các bạn nhé. Mình sẽ vào Google dịch cho các bạn xem. Thì ở đây nó sẽ có một cái phần là phần dịch đây này các bạn. Các bạn dịch sang tiếng Việt: không bản quyền âm nhạc cho dự án của bạn được sử dụng và kiếm tiền miễn phí bởi người tạo độc lập trên kênh YouTube của các bạn và tiêu view, mà bạn không sợ bị khiếu nại nội dung đấy. Thì các bạn có thể sử dụng cái bài nhạc này mà không sợ bị khiếu nại một thứ nội dung gì cả nhé các bạn nhé. Cái thứ nhất đấy là sử dụng cái bài nhạc này thì các bạn không nên sử dụng luôn cả cái video người ta nhé, thì các bạn chỉ sử dụng mỗi nhạc thôi nhé các bạn nhé. Thì cái bài nhạc này thì các bạn có thể là cắt ghép, chỉnh sửa các kiểu và đa điệu cũng được, nhưng không được sử dụng cái video này của người ta đó. Mình khuyên với các bạn như vậy. Ok ạ. Thì cái trang thứ hai, đây là cái trang đây, No Copy Show. Mở trang liên kết cho các bạn. Đây là cái phần phần trang chủ chính của nó. Đây là 27 triệu người đăng ký nữa các bạn. 27 triệu người cũng đang sử dụng những cái bài nhạc như thế này. Đó. Ở đây có rất là nhiều cái bài hát. Thì ở đây cái video của nó thì nó cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi. Thì nó cũng có cái phần ở mô tả các bạn. Đây, cái phần mô tả của nó đây các bạn. Thì các bạn có thể là sử dụng cái video này. Đấy, ở đây này, nó cũng có một cái đề nghị bạn phải sử dụng cái đường link sao chép này để vào cái dự án của bạn. Đây, khi bạn sử dụng bài nhạc này thì chúng tôi chỉ yêu cầu bạn đưa phần này vào mô tả của các bạn. Thì các bạn hãy sử dụng cái phần mô tả này nhé, vào cái dự án, ví dụ như dự án video của các bạn. Thì các bạn có thể là đưa vào cái phần đường link này vào cái video của bạn, mà các bạn muốn sử dụng như thế nào cũng được, là vẫn có thể là kiếm tiền cho các bạn. Đó, đây là hai cái kênh mà các bạn có thể là sử dụng nhạc miễn phí trên mọi hình thức đấy. Còn mấy cái trang kia thì mình đã tìm hiểu thêm, thế mà được thêm trang nào nữa thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm về những cái trang đấy. Đây những bài nhạc này rất là hay các bạn. Các bạn có thể sử dụng những bài nhạc này. Đây mình sẽ mở nhất là cái trang chủ của nó các bạn nhé. Đây là cái trang chủ của nó. Đây này.
Đó, đây các bạn có thể thấy là cái trang chủ của nó mới đăng một cái video, một cái bài nhạc khoảng 23 giờ trước thôi. Đó, thì các bạn có thể sử dụng cái nhạc này để chèn vào cái dự án video của bạn mà không sợ bị bạn quen, mà không bị sợ trùng IP nội lập. Nó có thể cho phép các bạn sử dụng tất cả các loại video trên mọi hình thức các bạn, âm nhạc này trên mọi hình thức video của các bạn. Đó, thì đây mình cũng đã giới thiệu xong rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và hãy ủng hộ video cho mình, đăng ký và like cho mình. Đó, cảm ơn các bạn nha.